The film is interesting or interested. Có bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ điền lại tính từ gì vào đây? Interesting or interested. Vậy thì mình sẽ đi sơ lược vào một chút nè. Nếu như mình có cái reason, ok, cái lý do đó, thì mình sẽ sử dụng là ing, thêm in. Và nếu như mình có cái feeling, cái cảm xúc á, thì mình sẽ xài ed. Alright, so we have boring. Ví dụ như là mình nói là boring, chán, đúng không? Đó. Ví dụ mình nói bộ phim này chán thì mình sẽ, nó gây ra cái sự chán cho người khác á, thì nó sẽ là boring. Còn mình đang ngồi đây và mình có cảm giác là rất là chán nản, thì mình có cái cảm xúc chán á, thì mình sẽ xài là bore. Okay. Rồi ví dụ như là cái bộ phim này làm mình cảm giác rất là exciting, rất là thú vị, làm cho ai đó thấy thú vị. Nhưng mà mình không muốn nói tới cái việc làm ai cho ai đó thấy thú vị, mà mình nói là mình có cái cảm giác thú vị á, thì mình sẽ có chữ là excited. Okay. Tương tự ha, tiring. Ví dụ như là mình nói là cái công việc này rất là vất vả, thì cái công việc nó gây cái vất vả cho mình á, thì mình sẽ nói là tiring. Còn trong trường hợp á, mình muốn nói là mình mệt á, mình có cái cảm xúc là mệt mỏi á, thì mình sẽ nói là tired. Ok, tương tự như vậy ha, tương tự như vậy đối với chữ là surprising nè. Surprising, ok, surprising là ngạc nhiên ha. Ví dụ như là cái món quà này làm mình ngạc nhiên đi, surprising, ok. Nhưng mà mình có cái cảm giác bất ngờ thì là surprise. Okay. Mình có cảm giác cái feeling của mình ha. Thì bởi vậy bây giờ mình sẽ có cái trường hợp như sau ha. The film, cái này là bộ phim đúng không bạn? Bộ phim thì nó không thể nào mà nó có một cái cảm xúc được, nên mình sẽ cho là bộ phim này thì interesting, được chưa? Rồi trong trường hợp nó it make me, cái bộ phim này làm tôi có cái cảm giác thú vị á, thì bây giờ mình nói, mình muốn nói tới cảm giác thì nó sẽ trở thành là interested. Ok, tương tự như vậy ha, mình có ví dụ là the party was, cái buổi tiệc này mình nói là nó đã rất là thú vị đi, rất là hấp dẫn đi, thì mình sẽ nói là the party was exciting or excited. Bạn nên nhớ nha, the party là gì? Buổi tiệc, và nó không có cảm xúc. Nó là một cái vật gì đó nó không có cảm xúc, thì nó sẽ gây ra cái sự hào hứng cho người khác, thì là exciting. Okay. Còn trong trường hợp nè, the party làm cho tôi cảm giác rất là it made me. Okay. Làm cho tôi có cái cảm giác rất là rất thú, excited. Okay. So, bây giờ là cái câu hỏi dành cho các bạn nè, các bạn hãy comment ở bên dưới nha. Rồi, bạn hãy cho mình biết là James is blah 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 blah. So, tiring or tired. Okay. Hãy chọn đáp án tiring or tired, comment bên dưới nha các bạn.